Chào buổi tối cả nhà, rất vui gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của kênh Đam Mê Khám Phá. Hiện tại thì mình đang có mặt ở chùa Tây Tạng đó mọi người. Chỗ mà mình đang đứng là phía trước chỗ để xe mọi người. Khi mà mình vào đây gửi xe thì mình sẽ nhìn thấy chánh điện đầu tiên nha. Còn phía bên đây các bạn cũng có thể để xe phía bên đó hoặc là phía bên đây cũng được. Ở đây thì để xe không tốn tiền nha mọi người. Xong rồi mình sẽ đi lại chánh điện á. Ở phía trước chánh điện thì có một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó mọi người. Khi mà mình tới đây thì mình sẽ thắp nhang và cầu ở đó nha. Chánh điện của chùa Tây Tạng thì được thiết kế theo một cái khối hình chữ nhật đó mọi người, và được sơn với một màu vàng đặc trưng luôn nha. Đây cũng là một ngôi chùa có kiến trúc rất độc đáo và đặc biệt ở gần như là của Việt Nam luôn á mọi người. Và chùa Tây Tạng cũng là một trong những ngôi chùa khá nổi tiếng ở Bình Dương á. Nếu như các bạn đến đây du lịch hoặc ở đây á thì hãy đến đây tham quan và chiêm bái một lần nha. Hôm nay mình tới chùa thì đúng vào dịp lễ Phật, Đức Phật hành đạo á mọi người. Cho nên ở đây khá là đông. Nhưng mà khi mình tới đây thì lễ đã làm xong rồi mọi người. Giờ mọi người cũng bắt đầu di chuyển đi về rồi. Khi mà mình tham quan ở ngoài chánh điện xong á thì mình sẽ di chuyển phía bên chỗ cái thờ đó, với lại cái chánh điện nó có cái đường đi vào phía sau nè mọi người. Nhớ đi ra phía sau của chánh điện nha mọi người. Ở phía sau có một cái khung cảnh rất là đẹp, được trang trí đèn với lại bồ câu ở đây cũng khá nhiều á. Nếu như các bạn đi vào ban ngày á thì có thể cho bồ câu ăn rồi chơi với nó cũng được. Đây mọi người, đây có một cái Phật cảnh. Hai bên có hai hòn ông bộ, ở dưới thì có thả cá nữa nha. Hai bên là hai, đây là Phật cảnh có ba vị Bồ Tát đó. Hai bên là hai bộ. Phía bên tay phải màn hình của mình đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây mọi người, quá trình đẹp luôn á. Lúc mà mình tới đây thì cũng anh kia anh cũng tắt mớ đèn rồi mọi người, cho nên không có lung linh như lúc ban đầu á. Nếu như mà mọi người đến đây sớm á thì đèn rất là đẹp luôn á. Khi mà mình tới đây cúng viếng thăm bái xong rồi á thì mình có thể đi vòng vòng để tham quan nha. Tại vì khuôn viên và khung cảnh của chùa Tây Tạng khá là đẹp, được trang trí rất nhiều đèn với lại cây xanh đó mọi người, hoa nữa. Và lúc này cũng gần Tết á, cho nên chùa được trang trí và đặt rất nhiều cây xanh với lại hoa đó mọi người. Đây mọi người, đây chính là ở dưới một cái nông bộ, ở dưới có thả cá đó mọi người. Phía trên là thác nha, chảy róc rách. Khi mà mình tới đây ngồi đây ngắm cảnh với lại nghỉ mệt sau một ngày mình làm việc mệt mỏi á mọi người, thì mình có thể vào đây nè ngồi nghỉ mệt và thư giãn đầu óc nha. Mỗi khi mà mình thấy mệt mỏi hay là áp lực về công việc ấy, thì mình sẽ chạy lên chùa mọi người. Mình hay ngồi ở chùa này lắm, hoặc là chùa núi Châu Thới á, cho nên khi mà các bạn rảnh rảnh thì có thể lên đây nha. Mình sẽ nói một chút về chùa Tây Tạng nha mọi người. Chùa Tây Tạng là do Hòa Thượng Chơn Phổ hay Thiền Sư Minh Tịnh sáng lập vào năm 1928 với tên gọi ban đầu là Bửu Hương Tự, thuộc phái Bắc Tông á mọi người. Vào thời điểm đó thì chùa chỉ là một cái am nhỏ để thờ Phật mà thôi. Mãi đến năm 1937, sau khi Thiền Sư Minh Tịnh văn du đắc Phật trở về
thì mới đổi được tên thành Tây Tạng Tự nha. Khi mà mình vào bên trong chánh điện thì mình sẽ thấy được tượng Phật Đạt Ma Tổ Sư được làm bằng thóc đó mọi người. Đây mọi người, đây chính là tượng Phật Đạt Ma Tổ Sư. Do bên trong chánh điện không có cho phép quay phim á, cho nên mình chỉ lia máy qua thôi mọi người. Một phần thì cũng để tôn trọng chùa. Và tượng Phật của Đạt Ma Tổ Sư thì được sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là tượng Phật Đạt Ma Tổ Sư làm bằng tóc dài lớn nhất Việt Nam á mọi người. Còn đây là cảnh mà các Phật tử làm lễ xong rồi đi về á mọi người. Lúc mà mình tới đây thì trễ, lúc đó là lễ Phật hành đạo của chùa đã làm xong rồi mọi người. Còn đây là khung cảnh ở phía trên tầng thượng. Do hôm nay cũng khá là may mắn mọi người, khi mà đi lại đúng ngày lễ cái được người ta mở cửa cho lên ở phía trên tầng thượng để tham quan á. Lúc này thì các đoàn chụp hình rất là vui luôn á mọi người. Mình thì không có, mình chỉ đứng xa xa để quay phim thôi, không dám lại gần nữa, sợ làm phiền người ta. Ở ngoài rất là đẹp luôn á mọi người, một cái khung cảnh lễ hội rất là đẹp. Tiếc là mình có công chuyện tới trễ quá, chứ không thì mình sẽ quay cái lễ hội Phật hành đạo ở chùa Tây Tạng cho mọi người xem luôn. Lúc mà gán chạy lớn thì đã xong rồi, lúc này thì chỉ còn đoàn người làm lễ ở lại chụp hình với nhau thôi. Cảnh ở đây thì được trang trí rất đẹp luôn á mọi người. Hoa sen này là sen, cây sen là thật nha, nhưng mà bông thì là bông giả, đẹp lắm. Có một đoàn đoàn người mặc áo của Tây Tạng á mọi người, trang phục bên Tây Tạng á, đẹp lắm. Hình như là mình có quay được á, nhưng mà ở bên trên tầng thượng này sẽ có để 5 vị Phật Như Lai á. Đây chính là biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng mọi người, hay còn gọi là Ngũ Trí Như Lai á, được bố trí theo hình dạng mạng Đà La, biểu tượng của Phật giáo Mật Tông á. Tí nữa mình sẽ quay 5 cái tượng. Đây mọi người, đây chính là trang phục mà bên Tây Tạng nha mọi người. Mấy chú mà mặc áo sắp đen đen á, đẹp. Ở đây được bài trí hoa rất nhiều nha, đẹp luôn mọi người. Clip này thì mình chỉ đứng quay hình thôi mọi người, rồi về mình lồng tiếng vào cho nên cũng mọi người gắng xem nha. Do ở đây nhiều người quá nên mình không có nói với lại ở trong chùa, nên mình cũng ít nói. Phía dưới tháp thì được để rất nhiều tượng nhỏ luôn á mọi người, từ Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ nhiều lắm, có cả Quan Công nữa. Đây là Phật Phổ Hiền Bồ Tát này mọi người, mà đặc biệt là các tượng Phật ở đây được tô màu đậm lắm mọi người. Chỗ thôi. Chỗ thôi.
Khi mà mình lên được trên này á, thì các bạn có thể nhìn thấy một cái hàng này mọi người. Nó có thể lăn được á. Mình xoay 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 là nó lăn nè mọi người. Phía trước chính là ngũ vị Như Lai được xếp theo bố cục của mạng Đà La mọi người. Và đặc biệt là tượng được tô màu 5 màu nha mọi người. Đây là màu đỏ nè. Phía bên đây là tượng màu xanh. Phía xa xa là tượng màu vàng á. Ở trên này mát lắm mọi người. Gió lồng lộng à. Phía bên kia là dãy nhà Đông Tạng nha mọi người. Chỉ có Phật tử ở chùa mới được đi vào thôi, còn du khách thì không được vào bên đó. Ở phía trên nóc đó thì có cái tháp cũng khá là đẹp. Nay cũng khá may mắn mọi người, vô tình ngay ngày lễ cái được đi lên trên này, chứ bình thường mình lại đây cũng khá là nhiều quá, nhưng mà không lần nào mà được lên trên nóc này, để trên tầng thượng này để tham quan hết đó. Nay vô tình lên được nên quay cho mọi người xem á. Từ trên này nhìn xuống thì thích lắm mọi người. Thấy người ta đi tới đi lui nhìn rất thích. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe nha mọi người. Và nhân dịp năm mới sắp tới thì chúc cả nhà mình năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.